cá độ 30 ngàn nữa hả? Ai đứa nào thắng, đội nào thắng ông cho 30 hả? Anh có một dòng sông, bên sông mỗi chiều ai người giặt áo. Dòng sông nghiêng trắng cánh cò, sớm chiều yên ả đưa nắng qua dòng sông. Người làm nó sẽ sát toàn ngữ toàn xoan không ấy nè nè thấm ướt giọt mồ cho quê thành tháng người ơi. Làng tôi cong cong mãi tình thật xưa, miền đất xóa miền khê miền salad tà lá trăm mư khao nè, khao ní đuôi miên tà lá nè. Mới lướt chai vô mà thắng đã chô khao nè. Đó đây, đã chô chô cọt rõ nè. Vô tăng o chanh mà. À nó đuôi miên tà lá nè. À nó uống áo kia o hả? Nè là hôm đây nè. Và là hôm vô thơ bó. Vâng, vô tao muối nha. Một bữa xa vô mặt cái chóp nè. Mình đã vô muối vào nè, nó tà lát nó. Nói cục kia nó tới rồi nè. Một đèn đồ chất ra. Bạn cục kia ơi. Đây. Ăn đi. Xông kéo à. Thôi xảy nướng xông kéo á. Xông đây. Nè. Nè. Đại miên bà ôn đây. Tôi nhập trà hồ vậy tư. Thế là miên là cô xa mới tiếp à? Cô xa mới cái hôm sau thì không ăn cái ao. Nè, vô tôi có viên ra anh chàng. Wow, quanh thế anh xong tên xin lúc ai hả? Sấy, nhưng thế vô mặt sắp mắng á. Nâng lên, bán á. Chúc khăn ông nâng miên tặng ổ ta. Dạ, bán sông mỗi ở kề tây tiếp người giặt dòng sông nghiêng trắng cánh cò, sớm chiều yên ả đưa nắng qua dòng sông. Người làm tôi khuya
vô ấy. À con ta. Nắng mưa vất vả, vài áo người thêm bông lúa vàng thấm ướt giọt. Em là đi. Nè. Cho quê nghèo thanh thang. Vô phải lái ở dưới vậy. À chân trong ao mà nó có con về về vô vậy. Thái sông mà lại muối cái ai mà cái cháp phải sông muối vô thế ấy. Người cái nhắn vô phải lại nè mà vô nè. À ôn ơi lon chú plật cái vô bắt ơi. Nè là hóng à. Miền kia miền sạc rai sẹp trong nưng. Miền thơ sọ phá vô a yê muôi nè. Nè. Nè, vô yê muôi ta. Hai ba cái ông nãy pin nè nè. À nè còn ban nữa. Ủa tụi péng rồi. Mà lại thao nữa nữa. Đưa nắng qua dòng sông. Ở sao là muối á. Dòng sông quê đưa tiến bao. Ồ anh ăn cục món á, anh ăn thử món á. Miền tật lạc, miền tật sóc. Miền chia. Ồ anh ăn sợ hào thử á nè. Ác ác cuốn nè. À con nó đã cực cụt đã nha. Hả? Như là con ngang này em xí xong với mà. Ừ. Ôi, anh miên quay của anh ngay đi. Kì miên ấy cái áo nâng này. Cá đổ 30 ngàn nữa. Hả? Ai? Đứa nào thắng, đội nào thắng ông cho 30 hả? Mượn cái xanh này hả? Đưa tiền được đá. Sao vậy? Sao phải đưa tiền cho? Ta người tạo giải mà phải đưa tiền ta mới cho đá. À. Anh em tiền con nữa hả? Mấy đội lận? Ây da, làng nó vui. À. Ủa, sợ à? Ủa, sợ à? Ủa, ừ, à nè. Ủa, hồi này sao ra rìa à, hả? Thắng hả? À. Dữ như vậy. Ừ, mấy đứa này chuyện hay rồi nha. Mấy đứa này chuyện hay mà đã dứt điểm không hay à. Cái chỗ sông ghê đây. Dạ. Cái này thủ môn hả? Trời, thủ môn. Thủ môn này dữ dằn nha bà con. Thằng này nó ngầu quá. Quay chạy sẽ làm cái gai vô. Chạy đi. Mày làm gì ở đây? Thì con thì cậu hủ đó. Cậu hủ hả? Nè quay chạy đi làm cái coi chạy. Cậu nè nè quay nè. Cậu thủ làm, hả? Nè quay nè làm nè. Đang quay nè mày, mày làm. Làm như đẹp trai lắm như kêu quay hoài không? Rồi nét chưa? Rồi. Cậu quay cái đi một cái nữa. Quay thêm cái gì sẽ làm đi. Cảm ơn đặt cái sao rồi? Sao ngưng bánh à? Bánh bị tịch thu luôn hả? Hả? Đăng luôn. Nét đẹp quê hương. Cá lồng. Đây nè. À, lên nét đẹp quê hương mày quay hoài mày. Quay tôi đi. Mặt xấu quá rồi đưa vô trời.
mặt xấu quắc đưa vô cháy máy nè, đó thấy chưa, bể kiến luôn nè. Giải gì, giải gì, giải gì đây? Cái này là FIFA C12 nha bà con. À. Cái này đang giải loại. Đang giải loại. Nét đẹp quê hương. Này đội gì đây? Hả? Ồ, tên dữ à, đội này đội dữ nè. Cái này ghi sổ gì đây? Sổ điểm hả? Rồi rồi. Quá hay, quá hay, quá hay. Cái này khán giả nè, khán giả coi nè nha. À, khán giả đó giấu mặt nè nha. À, khán giả này đưa mặt nè. Khán giả này hay nha. Khán giả này đưa đít nè, đó. Một khán giả đưa mặt, khán giả che mặt, khán giả đưa đít. Khán giả này đưa đít nè. À. Thank you.